mà lúc đó mình không có gọi là mình không có thẩm thấu nhiều như bây giờ đó. Ôi em chào Lan nha, trời ơi quý hóa quá à. Hôm nay được Lan tới phỏng vấn luôn. Mời Lan dùng ly nước xà bông cho mát nè. Đi tới đẹp nắng lắm rồi đúng không? Ừ, nắng cháy da luôn á. Uống nước đi. Uống nước xà bông đi cho mát. Trời ơi, lâu rồi không gặp, nhìn Uyên bữa nay cute dễ thương quá nha. Loan rất là vui khi hẹn được Uyên á, tại vì thấy Uyên hay đi công tác quá. Cảm ơn Lan đã dành thời gian tới showroom của Uyên và phỏng vấn Uyên một câu hỏi nha. Và thật sự Uyên cũng tâm đắc với cái câu hỏi mà Lan đặt ra cho Uyên lắm á. Uống nước đi rồi Uyên chia sẻ cho. Ừ, để uống miếng sa bông cho nó mát xong thọt cái micro vô phỏng vấn Uyên chứ. Rồi thôi bây giờ mình bắt đầu luôn ha. Thì thật sự á, trước đây năm 2021, CEO của bên công ty Tây Á của Uyên á, thì anh Đào Bá Hiệp, anh đã từng chia sẻ một cái từ khóa rất là hay mà lúc đó mình không có gọi là mình không có thẩm thấu nhiều như bây giờ đâu. Loan biết không, hồi lúc đó anh Hiệp anh chia sẻ cái từ khóa đó là học và tự học, xong cái cũng rất là vô tình ngày hôm qua Uyên lướt TikTok thì Uyên mới thấy cái video của thầy Trần Việt Quân đó. Thầy cũng chia sẻ rằng á là cái kỹ năng mà mỗi bản thân chúng ta cần phải rèn luyện nhất, đầu tiên ưu tiên luôn đó là kỹ năng học và tự học. Thì bây giờ Uyên mới thấm nè, thì Loan biết sao không, Uyên sẽ chia sẻ luôn ha. Thì trong cái quá trình mà làm việc đồng hành với mình á, mình quan sát được là những bạn mà bám sát mình, những bạn mà nghe theo mình chia sẻ hướng dẫn và làm y chang như vậy á, và cái khả năng thôi thúc cho các bạn tự học và học đó, thì bạn nào mà học kèm theo cái việc tự học nhiều thì cái kết quả của bạn á gặt hái rất là tốt, và ngược lại ha con ha. Ngược lại là lười nhác đó ha. Thì đúng rồi, nó thẳng mà thật đó. Thật sự như bên công ty của Uyên á, quy trình bài bản có hết từ A đến Z rồi, nhưng mà sao leader hướng dẫn, ví dụ như Uyên đi, một bạn đại lý mới vào đúng không, Uyên hướng dẫn cho bạn nhưng mà bạn không làm theo, không học theo thì sao ạ? Thì kết quả của bạn sẽ không có. À, hiểu nôm na là không học thì sẽ không có kiến thức để làm ha. Đúng rồi nè, nên là ngay cả bản thân của Uyên bây giờ Uyên cũng phải học và tự học rất là nhiều. Hiện tại bây giờ là Uyên đang có một cái hành trình để luyện giọng. Thực sự Uyên đang mong muốn cho cái chất giọng của mình nó nội lực hơn trước đây á, nên là Uyên cũng đang tổ chức một cái hành trình 30 ngày để làm video chia sẻ, cũng nhân đó là mình có học thêm một cái kiến thức về luyện giọng nữa và mình áp dụng vào cái hành trình chia sẻ của mình luôn. Thì cũng rất mong Loan và tất cả các bạn mà xem được cái video này sẽ ủng hộ cho cái hành trình Nguyễn đi sắp tới đây nha. Chắc chắn rồi nè, phải theo sát mới có kiến thức để làm nè. Ok, em cảm ơn Loan rất là nhiều. Cảm ơn Loan đã dành thời gian để phỏng vấn cái câu hỏi rất là hay ha. Em chúc cho Loan và tất cả các anh chị em xem được cái video này ngày càng phát triển sự nghiệp của mình hơn. Mà nhớ là giới thiệu xà bông cho Uyên nữa đó nha.